Chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ giao hai con chó cho hội liên kết khởi nghiệp và tặng kèm hai cái chuồng luôn. Đáng lẽ ra tặng ba cái nhưng mà do xe nó không chứa được. Đây, thùng xe nó ngắn quá. Rồi anh em đang chuẩn bị mang sàn, mang chuồng và hai con Alaska nâu đỏ. Một con tơ và một con đã đẻ một lứa rồi. Anh em đang trong công tác chuẩn bị. Bữa nay đi là khá xa, mấy chục cây số. Chuồng này là bên mình thanh lý á, làm lại chuồng mới nên lấy chuồng này tặng cho khách. Đây, thì đi kèm với con giống là mình tặng thêm một số thứ như là thuốc bổ, rồi sữa tắm, rồi vitamin C, B12 các kiểu. Mình trên quá trình đi nhé, thì có gì có thể là đường xa mình sẽ cắt video ra nhé, quay từng khúc cho anh em dễ theo dõi. Rồi đây, rồi nhà khách rồi, nhà khách này thị trấn, ở đây là để tạm thôi, sau này mang lên nhà trên rẫy nuôi, vì ở đây là khu dân cư sát nhau á, có thể là nó ồn. Đây là nhà của anh chị khách đây. Đó. Hai mấy Alaska nâu đỏ siêu đẹp luôn. Bé nhỏ hơn thì là bé tơ, bé đang ngồi là bé đã đẻ một lứa rồi. Đó. Lông rất là đẹp. Để lông đẹp thì các bạn thứ nhất là nên phơi nắng vào buổi sáng và buổi chiều, hạn chế ánh nắng nhé. Phơi nắng buổi chiều nó phơi nhiều nó dễ sơ lông lắm. Ánh nắng buổi chiều nó nhiều mấy cái tia tử ngoại các kiểu, nó dễ làm mất đi độ mượt của lông chó. Đây bé này sắp ra lơ rồi nè, có thể là một hoặc là hai tháng nữa sẽ ra lơ sớm thôi. Nếu mà các bạn muốn ra lơ sớm thì cho nó ăn trứng vịt lộn này, trứng gà sống này, rồi ăn thêm mấy cái thịt sống á, thì bổ sung thêm các chất như là vitamin E. Đó, nó sẽ kích thích quá trình hai bé cho chó nó sinh lớn sớm hơn. Tặng cho anh hai cái chuồng. Và kèm theo đó là nó cũng khả năng tỷ lệ đầu thai nó cao hơn. Và nhiều có thể là nhiều con hơn chẳng hạn. Đây hai cái chuồng to nhá. Chiều là tầm 1m2 đấy. 1m2, 1-2m2. Đây. Anh chị là dự định là khởi nghiệp trước với lại con chó thì hai con trước. Nhưng mà khả quan thì có thể là sau này sẽ mua thêm. Về là tập nuôi, tập chăm trước, sau này nuôi thêm. Đó, để tạm ở đây thôi. Bởi vì trong quá trình giãn cách á, là trại ở trên rẫy. Ở đây là rẫy cà phê mà. Là chưa có làm xong, dịch người ta nghỉ, thờ nghỉ chưa làm xong, bây giờ đang làm lại thì sắp xong rồi. Để đây vài bữa thì sẽ mang qua. Thì trong quá trình làm thì liên kết với bên mình thì bên mình sẽ bao tiêu, hỗ trợ con giống và hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ bao phần bao phối luôn. Dễ thương này, nên dễ thương này. Bé bút tổ, nhà nuôi bé bút tổ cực kỳ dễ thương luôn. Dễ thương này. Tiêm ạ. Lành dễ sợ. Thuốc bổ luôn này. Này vitamin C. Đây B12 vitamin C đây. Cái này là tiêm khi mà tăng sức đề kháng, tăng sức khỏe cho chó. Nó thuốc bổ để có sức đề kháng. Đây B12 cũng là thuốc bổ nhưng mà tập trung vào là. Lẽ là mình sẽ có thêm bộ ba như là canxi rồi dưỡng lông và men tiêu hóa. Nhưng mà nay giãn cách á, xe cổ nó chạy không được nên hàng nó chưa về. Thì mình tạm tặng cho anh hai thứ này, sau này thì bổ sung thêm. Thì trong quá trình liên kết với bên mình là có ký hợp đồng đàng hoàng nha. Xì dễ thương. Cái dòng dễ này thương nó quá. Được 4 màu. Cái dòng Alaska này nó được 4 màu. Chính xác đại lý. Ký hợp đồng rồi trong đó có điều khoản là
bao tiêu rồi hỗ trợ kỹ thuật như thế nào là có đầy đủ nhá. Không phải là nói bằng miệng không đâu. Làm ăn là bây giờ phải giấy tờ. Nói chung là mình làm mới có uy tín đấy. Uy tín rồi, chắc chắn, nhưng mà phải có giấy tờ nữa. Thì ví dụ như Alaska thì bên mình bao tiêu tầm cỡ 5 đến 8 triệu. Tùy theo từng bé mà mình nuôi tốt hay không. Mình nuôi mập, nuôi tốt thì mình sẽ bao tiêu giá cao. Rồi mình mang về thì bán cũng nhanh và cũng được giá hơn. Đấy, hai bé cực kỳ đẹp, lanh lợi. Nếu mà các bạn nuôi Alaska hoặc là cái dòng chó thì tầm cỡ hơn 1 năm là bạn được 2 lứa đấy. Tính ra là 2 năm 3 lứa là vừa. Là đều đều trung bình đấy. Hai năm ba lứa là trung bình. Nhiều con mắn đẻ để nhiều hơn nữa. Mình cực kỳ thích con poodle này luôn. Dễ thương. Màu đen, dễ thương. Cái này dễ thương ghê luôn á. Tí nữa phải nói anh chị mang đi tiêm vaccine mới được. Chứ mình nuôi chó mình nuôi nhiều. Chó cạnh không nuôi vaccine chết. Anh em xong việc rồi. Đây là chuẩn bị về. Quãng đường về cũng khá là xa đấy. Em về luôn nha anh chị. Nãy mà đi lúc mấy giờ? 11 giờ hả? Đây. Đi lâu vậy? Là cái thị trấn đây. Giờ 12 giờ 15 rồi. Chẳng lâu đi đường xuống quá. Giờ có đường nào tắt ra đường lớn không? Xa đây cũng tốt đấy chứ. Phát triển đây, con đường của mình về nè cực kỳ đẹp luôn. Đường trên Tây Nguyên cực kỳ đẹp, mình thấy đẹp mình quay cho anh chị coi. Chào tất cả anh chị đã coi video của mình nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi. Anh ơi, xin chào.